Xin chào cả nhà, hôm nay mình làm món gỏi xoài xanh với khô mật nha, rất là ngon và dễ làm nữa. Xin mời các bạn. Đây là xoài sống nè, thấy ngon chưa, cứng ngắt luôn, xanh lè. Thì mình cắt gọt vỏ xong rồi mình bào. Còn đây là xoài mình đã gọt sẵn rồi, mình chừa cái vỏ còn hơi xanh xanh á để nó ăn nó giòn hơn, đừng có gọt hết vỏ đó. Bây giờ mình lấy đầu bào á, mình bào nó ra. Ok, bây giờ mình bào nó. Đó, bảo cái gì nè. Ngon không? Khi mà mình cầm cái này nè, mình bào nửa trái xoài rồi đó, nó hơi bị hơi không có thế á, không có thế để mình bào á, thì mình lấy cái nĩa nè, mình gắm vô đây. Ok, rồi xong mình bào. Cái này á không cẩn thận là đứt tay á. Đó. Thấy không? Có cái đĩa cũng đỡ đó. Tại nếu mà cầm cái tay không mình không có thế, mình sẽ bị đứt tay á. Cầm cái đĩa thì mình không có cầm sát vô cái lưỡi này, cho nên là bảo vệ cái tay mình phải dùng cái đĩa để bào nửa trái sau. Nó bào tới đây là cái nĩa mình sắp sửa đụng cái lưỡi rồi, cho nên mình phải bỏ phần này đi để lát mình chấm muối ớt ăn cũng được, không có làm hết. Đó, được một thao xài luôn. Đây là ba con khô mực mình đang nướng. Khô mực mình nướng xong rồi, bây giờ mình xé ra nha. Khô mực mình đã xé sẵn rồi nha, xé ra miếng nhỏ nhỏ như đây nè. Ở đây mình có 4 cái tỏi mình bầm ra và 4 cái ớt, có một cái chanh đây. Nửa khắp đường. Bốn muỗng canh nước mắm con cua. Đây là nước sốt đây. Bây giờ mình làm xong hết tất cả rồi, bây giờ mình bỏ đi, mình trộn các bạn. Khi nào mình ăn thì mình hãy trộn nha. Trộn trước để nó mềm không có ngon. Thì bây giờ mình bắt đầu trộn nha.
đây mình có rau găm mình đã sắc sẵn rồi, bỏ rau găm vô. Nước sốt mình thấy ngon không? Đó, chan vô. Trộn cho đều. Nếu mình muốn có cái màu hơi đẹp á thì mình bỏ cà gót vô. Cà gót sắc sỡ giống gì nè. Mình bỏ cà gót vô nhìn cái màu nó đẹp hơn. Đây là lộc phộng rang. Mình rang lên rồi xong mình bóc vỏ. Rồi mình đập ra hơi nhuyễn nhuyễn mình đổ vô đây. Đó. Món này mấy ông nhậu cũng khoái lắm nè. Mấy chị em phụ nữ thì phải ăn chua, còn mấy anh đàn ông ấy thì là thích ăn chua để nhậu. Mấy món nhậu mà có chua chua là mấy ông phái lắm. Đó, thơm quá trời luôn. Đơn giản mà ngon. Chứ đâu có gì đâu mà khó làm đâu. Các bạn thử làm nha, ngon lắm á. Bỏ lá rau thơm nhìn cho nó đẹp nha. Đó, hấp dẫn không? Bây giờ để mình coi ăn nó ngon cỡ nào. Chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt, cay, mực ngon dễ sợ luôn. Món này dễ làm mà ngon dễ sợ luôn. Các bạn thử làm đi, ngon lắm nha. Rất là dễ làm. Có đậu phộng nữa. Đậu phộng ăn thơm nè. Ăn thêm miếng nữa. Ngon. Ngon quá. Ok, cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình nha. Bây giờ mình phải ăn hết cái dĩa này nè, quá ngon luôn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Bye bye.